Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Thì đây chính là Honor 20 Lite, một sản phẩm tầm trung mới được ra mắt của nhà Honor ở thời gian gần đây. Và mức giá đang được bán trên thị trường của nó sẽ là 6.990.000. Và các bạn đã thấy ở đằng sau thì chúng ta sẽ nổi bật đó là cụm 3 camera với độ phân giải lần lượt là 24 MP khẩu độ f1.8 cho camera chính. Chúng ta sẽ có camera ultra wide 8 MP và chúng ta sẽ có camera đo độ sâu trường ảnh 2 MP. Và trong video này thì mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm những cái tính năng hay ho mà bộ 3 camera này sẽ mang lại cho chiếc Honor, và cũng như là cái trải nghiệm khi mà chúng ta chụp hình ra từ cái camera này nó có là ngon hay không nhá. Để có thể trải nghiệm được những tính năng chụp ảnh của chiếc Honor 20 Lite này thì chúng ta sẽ phải mở cái phần mềm máy ảnh của nó lên. Thì bên trong đây các bạn sẽ thấy đầu tiên chúng ta sẽ có cái tính năng đấy là chụp ảnh thông thường. Thì với tính năng này các bạn sẽ được hỗ trợ thêm AI để cho chiếc máy có thể nhận dạng ra được những cảnh vật. Ví dụ các bạn đang chụp gì, các bạn đang muốn chụp như thế nào thì nó sẽ kéo lại màu sắc. Từ đó các bạn sẽ có những bức ảnh đẹp sẵn rồi, chụp ra là có thể up lên Facebook sống ảo mà không cần phải đụng tay đụng chân vào kéo màu làm gì cả. Thì để có thể kích hoạt được các bạn sẽ chỉ cần bấm vào đây hoặc là bấm vào đây để tắt mà thôi. Ví dụ như khi các bạn bật nó lên thì nó sẽ có màu như thế này, và khi bạn tắt nó đi thì nó sẽ mất màu. Tiếp theo ở bên cạnh thì chúng ta sẽ có tính năng Live Photo. Thì tính năng này có lẽ các bạn cũng đã quá là rõ rồi, khi mà các bạn chụp ảnh nó sẽ không chụp một bức ảnh thông thường mà nó sẽ lưu lại một cái đoạn video ngắn ngắn để cho các bạn có thể xem lại cái quá trình mà lúc các bạn chụp các bạn đã bỏ qua những cái gì. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có đây là bật tắt đèn flash, thì chắc là mình không cần phải chia sẻ thêm. Ở dưới đây thì chúng ta sẽ có một nút, khi các bạn ấn vào thì nó sẽ là chuyển qua camera góc rộng 80 MP, và các bạn ấn lại thì nó sẽ là chuyển về camera góc thường với độ phân giải là 24 MP. Còn với cái chức năng tiếp theo chúng ta sẽ có ở đây, đấy là chụp ảnh chân dung. Thì với chụp ảnh chân dung này nó sẽ không phải là chụp chân dung xóa phông giống như những chiếc smartphone mà gần đây các bạn đang thấy, mà chụp chân dung này nó sẽ giúp cho các bạn có khả năng là điều chỉnh những cái ánh sáng ảo, ví dụ như ánh sáng phân tách, ánh sáng sân khấu này. Ví dụ như ánh sáng sân khấu này thì các bạn chụp ảnh lại nó sẽ chỉ giữ lại khuôn mặt của các bạn mà thôi, còn lại tất cả những thứ phía sau nó sẽ xóa thành nền đen hết, để cho các bạn có một cái ảnh mà người ta hay nói giống ảnh thờ ấy. Mình không biết là cái tính năng này dùng để làm cái gì, chụp ảnh ra để làm cái gì, nhưng mà nói chung là chúng ta cũng sẽ có những cái chế độ, những cái hiệu ứng rất là hay ho khi mà các bạn sử dụng những cái ánh sáng giả tạo như thế này, ánh sáng giả lập thì đúng hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ có ảo hóa, và cũng như là chúng ta cũng sẽ có làm đẹp 10 cấp độ ở trong cái tính năng chụp ảnh chân dung này, rất là ngon. Tiếp theo thì các bạn sẽ có chức năng đấy là chụp đêm. Thì với tính năng chụp đêm này nó sẽ giúp cho các bạn khi mà chụp hình trong điều kiện thiếu sáng nó lấy lại chi tiết một cách tốt hơn. Các bạn có thể xem qua cái bức ảnh mà mình đang cho các bạn xem ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ có chụp ảnh khẩu độ. Thì cái tính năng chụp khẩu độ này nó chính là tính năng chụp ảnh xóa phông đấy các bạn. Và chúng ta cũng có thể chỉnh được cái khẩu độ giả lập từ f0.95 cho tới f16 để cho các bạn có thể là tùy biến lại cái độ mờ hậu cảnh ở phía sau lưng chúng ta khi mà chụp hình một cách rất là ngon lành. Tiếp theo ở bên này thì chúng ta sẽ có một phần khác. Các bạn sẽ có những cái tính năng như là chụp HDR này, chúng ta có hình giá này, chúng ta có chuyển động chậm, và cũng như chúng ta sẽ có một số bộ lọc để cho các bạn có thể là add vào khi mà chúng ta chụp hình. Và có lẽ tính năng mà các bạn đang tò mò nhất đấy là về khả năng chụp ảnh pro. Thì với tính năng này chúng ta có thể phơi sáng tối đa lên tới là 8 giây. Đó, rất là ngon lành để cho các bạn có thể là có những bức hình nó sáng tạo một chút. Ví dụ như là chụp những cái tòa nhà phơi sáng bởi tối này, hay chúng ta có thể tùy chỉnh được EV cân bằng trắng cũng như là tùy chỉnh ISO một cách là hoàn toàn thủ công hết, rất là ngon lành của các bạn. Nói chung là chiếc Honor 20 Lite này ở phân khúc tầm giá là 7 triệu nhưng ta lại có rất nhiều những tính năng hay ho để có thể là sử dụng với bộ 3 camera phía đằng sau phần lưng. Các bạn có chụp ảnh thường, góc rộng, chúng ta có chụp hình chân dung, và chúng ta có chụp hình khẩu độ, chụp hình ban đêm. Và nói chung là khi mà các bạn mua chiếc máy này về thì các bạn sẽ không hề thất vọng bởi vì cái những cái tính năng mà camera của nó mang lại cũng như là chất lượng hình ảnh mà nó chụp ra. Và các bạn có thấy thích thú với bộ 3 camera trên chiếc Honor 20 Lite không? Xin một comment để lại cái ý kiến cá nhân các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Các bạn đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.